Trấn Thành nhẹ nhàng bỏ túi hơn 200 tỷ sau thành công Nhà Bà Nữ khiến dư luận xôn xao. Phim điện ảnh Nhà Bà Nữ của Trấn Thành vẫn đang oanh tàng phòng vé từ Tết đến nay. Theo như thông tin Trấn Thành cập nhật thì doanh thu của bộ phim đã cán mốc 250 tỷ đồng sau 8 ngày công chiếu, một con số khủng trong thị trường phim Việt. Nhiều người dự đoán Nhà Bà Nữ sẽ xác lập nên kỷ lục mới mà Bố Già đã làm được. Thành công liên tục trên thị trường điện ảnh, có thể thấy Trấn Thành đã khẳng định anh là một ngôi sao đa di năng của showbiz Việt. Từ khi gia nhập làng giải trí, ông xã Harry Won có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn viên hài, ca hát. Và sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, Trấn Thành đã tích lũy khối tài sản khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với tài năng, vốn hiểu biết cùng sự duyên dáng trong cách dẫn dắt, Trấn Thành là gương mặt MC của nhiều chương trình. Dù chưa bao giờ tiết lộ mức cát xê của mình, nhưng theo một số nguồn tin, Trấn Thành được trả 30 đến 50 triệu đồng cho mỗi tập lên sóng. Riêng những sự kiện mà nam MC tham gia được bầu show trả tới 6.000 USD, khoảng 140 triệu đồng. Lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành liên tiếp thắng lớn với hai bộ phim Bố Già và Nhà Bà Nữ. Với Bố Già, Trấn Thành gây sốt với con số 400 tỷ đồng, bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất tính đến thời điểm hiện tại và kỷ lục này được dự đoán sẽ bị Nhà Bà Nữ phá vỡ trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê của Box Office Việt Nam, tính đến sáng ngày mùng 5 Tết, Nhà Bà Nữ đã đạt doanh thu phòng vé là 117,6 tỷ đồng, dẫn đầu phim chiếu Tết có lượng người xem đông nhất năm nay. Sau đó, Nhà Bà Nữ đã chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng nhanh hơn cả phim Bố Già ra rạp năm 2021, cũng do Trấn Thành đạo diễn cùng Vũ Ngọc Đãng. Đồng thời, giữ kỷ lục phim Việt có suất chiếu cao nhất mọi thời đại với 4.500 suất mỗi ngày trên cả nước. Trước Nhà Bà Nữ, bộ phim Bố Già đạt mốc 100 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu, vượt qua mốc thời gian đạt 100 tỷ đồng của Gái Già Lắm Chiêu 3 chiếu Tết 2020. Dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết, bộ phim Nhà Bà Nữ do Trấn Thành đạo diễn sản xuất và tham gia diễn xuất chiếm được cảm tình số đông khán giả do đánh trúng tâm lý người xem khi kể câu chuyện về mâu thuẫn gia đình giữa mẹ con, vợ chồng và cả tình yêu đôi lứa. Phim có phần đầu hơi lê thê, tập trung vào những cãi vã trong Nhà Bà Nữ bán bánh canh cua với đủ hỉ nộ ai ố qua lời thoại dày đặc để mô tả câu chuyện. Về sau, phim dùng dập nhiều chi tiết thắt mở để tạo cảm xúc nơi khán giả. Nhà Bà Nữ thiếu ngôn ngữ điện ảnh nhưng chinh phục người xem bằng lối làm phim rất đời. Người xem hả hê và chiêm nghiệm những tình tiết, lời thoại trong phim như ngoài đời mình đã từng nghe thấy, khiến họ thích thú. Đây là thứ mà đa số phim Việt đang thiếu trầm trọng với lời thoại sáo mòn, khuôn phép và vô hồn cùng kịch bản rất dễ đoán.